Hôm nay buôn bán sao rồi? Buôn bán được không? Bán cũng lai rai anh ơi. Bán ở nhà thì vắng, nhưng mà có gì bán online trên mạng cũng được. Từ từ, cái gì cũng từ từ. Mới có tháng rồi bán được. Ồ, bán cái kèo quá bự anh hai. Ừ, cái con tắc kè đó là cũng ngang ngửa tắc kè nha anh. Thấy chà má. Ừ. Để lại đẳng không? Tụi con tắc kè bự dữ á thật. Ê, con này giống thằng lặn núi chứ không phải tắc kè tưng ơi. Thấy không? Tắc kè hả? Kè. Có bông. Bông đỏ. Có bông đỏ. Ờ à, rồi. Còn nguyên đuôi luôn. Ừ. Cái con tắc kè mà mất đuôi á. Cái con tắc kè mà nó mất đuôi là biết sao không? Nó làm xong nó quên chạy. Bị con cái cắn. Con này thấy đây lâu rồi mà không phải mất. Không à, là gần nó ốm, nó ốm hơn con nhà. Nó ốm hơn. Đói. Ừ, cũng có thể là đói. Con nhà anh chắc nó ăn chuột lộn rồi. Chuột thì chuột mà mới lớn thì hộp vịt thì kêu hộp vịt lộn không? Chuột là chuột lộn. Hồi sáng này anh nói chuyện với mẹ anh là mà ở cái nhà cũ là từ năm khoảng từ năm 90 tới năm 2000 cái ra đi. Cái về nhà mới nay là 22 năm. Gấp đôi nhà cũ luôn, hơn luôn. Già hết rồi. Nhà này em mới về đây mà cũng mười mấy năm rồi, 12 13 năm rồi. Nó lẹ dữ lắm. Mình làm kênh á, mình làm kênh mà mình để mình sản phẩm mình đó. Yeah. Từ hồi nãy thấy số liệu thống kê thấy khả quan. Em cũng mừng lên đẹp. Em thấy thấy không hồi chiều em đế trước luôn, hồi lúc em thấy mà 400 năm mấy đó. Em thấy em nói chuyện từng đúng rồi, mới hồi sáng coi 200 mấy, 230 hơn nhiều đó. Cái điều quan trọng là mình thấy đi, thời buổi giờ nè, cái gì cũng internet hết trơn. Yeah. Anh chuẩn bị làm một cái gói internet 1 triệu máy á, một năm luôn. Yeah. Cho cái điện thoại di động của anh á, canh mà bữa nào mà tươi bữa đó là quốc một năm là xài. Bây giờ có nhiều lúc làm mà không có mạng, không chịu được. Cho nên làm kênh mua bán phải không? Đồng ý. Nó chậm thiệt. Nhưng mà có một cái là nó là của mình. Đúng không? Chứ đâu có nhờ giả ai đâu. Bạn bè đâu có ai vô internet đâu. Nó kè đâu có nãy. Nó kè ở bên trường á. Tất cả tắc kè đâu bác Hải. Đằng kia rồi con. Con sợ tắc kè không? Tính ra mình mới làm như là cái số liệu như là ổn. Không phải là nó tăng cao hay tăng nhanh mà mình thấy, mà mình quan trọng là cái lượt xem của người mà không đăng ký á. Có những lượt xem. Từ từ đi, từ từ rồi cái mốt ông bà rồi cô chú anh chị trên mạng người ta thương tên tôi. Mua đồ. Cái lượt xem với cái lượt đăng ký cái nào quan trọng hơn hả? Cái nào cũng quan trọng á. Cái nào cũng quan trọng á. Thí dụ như người ta xem là mình được một lượt view. Yeah. Rồi nếu mà mình nhiều lượt view quá thì cái mình được ưu tiên YouTube nó đẩy lên. Để cho nhiều người xem hơn nữa. Còn nếu mà thật sự kênh mình có thông tin phù hợp với người ta thì người ta sẽ đăng ký để người ta nhận thông tin thường xuyên thôi. Yeah. Bà. Ngày mai nhá. Mai đi Sài Gòn. Mai đi Sài Gòn. Công việc à? Công chuyện.
Vài bữa đi anh chỉ làm edit video rồi với anh ta. Anh Khương như này ngủ chưa? Không có chắc chưa ngủ, không nằm đó, không coi YouTube hay này kia. Vậy hả? Điện ổn rồi. Hả? Điện ổn rồi. Giờ chui vô buồn điện cũng phiền. À đúng rồi. Nhà ta. Về nữa. Tần, ôi ôi. Tần mấy nữa là cũng về nhà mới. Ờ, về bữa nữa ăn tần gia. Về nhà mới là 26. Giờ. Rồi ông nói gì nè. Rồi còn mùng 1 là thần tượng lại đó. Rồi mùng 5 là đám giỗ. Đám giỗ về nhà luôn. La khoa anh luôn á. Anh mới nhận một cái tin nhắn ngày mai đám giỗ bến cầu. Trời ơi bụng bể luôn. Ừ. Bể đâu đi được. Ông riêng hay ra bánh đó. Ừ. Dữ à, sao không con? Đám giỗ đó là bà con hay là sao? Dượng sáo. Ở chồng của cô sáo. Ăn đĩa. Ăn gì đó rồi. Ăn gì đó. Ăn cái kè đâu rồi? Nó đứng lớn lên cho anh ta. Đâu? Đây nè. Đó. Đâu? Kè, có cái kè nằm trên đó kìa. Rồi giờ xa quá nhiều khi không nghe rõ. Nó nằm đâu? Nó nằm bên bên trường đó. Bắt qua cho con nha. Chịu không? Ba đi bắt về á. Con sợ không? Thôi, tất cả ở bển đây ba đứa rồi. Kìa bệnh kêu ở đây ba đứa à. Mà bắt nó về nhà thôi. Ăn đi. Ăn đi. Ừ, có thấy tắc kè nằm á hả? Dạ. Ừ. Ăn kìa, ăn bên đó. Ôi, thấy không? Nó nằm để nó bò luôn. Nó bò luôn hả? Nó nằm luôn. Ôi, nó bò luôn. Nó bò nằm luôn. Nằm con chỗ mà thấy nó bò nằm luôn. Đó, nghe kìa. Ăn nghe kìa. Đi à. Bên hương đi chứ. Bên bên nè. Cái ở bữa phải á. Cái short clip. Con tắc kè. Không nói chuyện được với chị lắm. Con tắc kè sao? Con tắc kè nằm. Ừ con tắc kè ngủ rồi. Con tắc kè nằm đi. Ừ con đừng chỉ nó nữa. Con chỉ nó thức mà cắn con á. Sao nói sao? Cái short clip sao? Như cái short clip em quay hồi sáng vậy mà đẹp. Suy nghĩ nó quay những cái vậy. Thì đêm hôm em không ngủ được em thao thức thao thức em ấy suy nghĩ cũng, coi sáng em quay ấy gì. Cũng giống như anh cái lúc đầu mà anh làm á. Em mê mà. Anh nói thiệt nha, anh nói thiệt mà quay vô có kèo thơm thơm mà vô quay tiền tí xíu ha. Quay. Máy móc đồ là làm cho nó đã thiệt á chứ. Còn giờ thì mình đam mê thì có như mình làm như. Nhưng mà cái quan trọng á, anh nghiệm ra là cái quan trọng cái là hết sợ người ta cười rồi. Quen rồi. Không phải quen. Nay cũng 40 rồi, gần 40 rồi. 40 tuổi đúng không? Cứ để ý tới người ta cười, ta nói này nói nọ cái mình không làm gì được. Mà cái thiệt của mình chứ đúng không? Mình không làm là mình không có gì hết. Mà trong khi đó chỉ tại người ta cười cái mình không làm. Đó đúng không? Vô lý, chuyện vô lý. Nên bởi vậy nói ai nói cũng hay. Rồi ngồi nói dữ lắm luôn. Như hồi. Nhưng mà anh nghĩ là để cho cái lượt xem mà tự nhiên á tăng lên là cái đó là thật sự là cái giống như là sống ra vô đi. Cái kênh của mình nó phù hợp với lại người ta xem. Như vậy nó sẽ nó ổn hơn. Trời ban đầu mà cứ chậm chậm mà quan trọng là mình cứ làm đúng với cái bản chất của mình thôi. Mình bình dân thôi, mình cũng không có gì hết, mình nghĩ sao mà làm vậy thôi. Thì giờ mình bán đồ thì mình up lên mình bán đồ. Từ từ. Nói chung làm thì ai có ai muốn thất bại đâu đúng không? Ai muốn thành công. Mày mốt ha, mày mốt mà người ta coi clip xong ha, người ta đặt đồ mà lo mà ship đồ chứ là coi trực cái tin nhắn. Còn chừng nào mà nó gửi email á, YouTube á, gửi email và đọc mấy email đó đọc cho kỹ vô. Đúng không? Giờ tiếng Anh không à?
ông nội vậy ông cũng nói nữa chứ. Chứ mình nghĩ coi YouTube nó gọi tiếng Việt về ha, tự mình dịch làm tôi dạ li lịa. Mày không có tiếc ha, đi Sài Gòn cho nghỉ hết, có công chuyện đột xuất mà. Mấy bộ đồ đó mới về hay sao với tiền? Dạ mới về. Mới theo lên luôn hả? Dạ. Nói chung nay gần Tết mình về cũng nhiều đang phục vụ mấy bé đi Tết có đồ mà. Nói chung là quần áo mà nhiều kiểu người ta dễ lựa. Dạ. Đi Tết tới nè. Ừ, cứ ra cái short clip liên tục để người ta lựa đồ. Nay mùa lạnh rồi. Thì hồi sáng thấy cái áo nhập đồ về tay rồi về thì sáng thấy cái áo khoác á. Thấy cái áo khoác của bé trai đó. Bé trai. Là anh thấy anh chịu cái áo khoác đó. Anh chịu thì em dứt đi. Ừ. Mốt buôn bán được rồi cái mình phát triển tiếp. Dạ. Nhiều thứ mà phải cố gắng thôi. Ngày mai nào? Ngày mai đi, ở dưới Sài Gòn có cái chỗ bán bánh mì á mà 60.000 ngổ. Bánh mì Sài Gòn mì thật hay gì không biết, nó kẹp cái gì trong đó mà ổn mì kẹp là không được luôn. Mà bữa chị mua về, chị Di mua về mà ngay ngày chay á, bà để bữa sau cái ăn không được ngon. Đó. Tính ngày mai xuống dưới mà mua lại ổ đó. Ổ đó tên gì á, ổ mì. Ổ nói mày gì mà kẹp tới hơn, kẹp thì không được dữ à. 60.000. 60.000 một ổ. Ăn nước bể bụng. Cái đó mà thí dụ như ba người đi phải không? Lại cắt làm ba ra ngồi uống cà phê là vừa ăn sáng. Đó vậy á. Sao hết một người ăn sao hết. Ừ. Đi hết về nhà hả? Đi mình à? Ừ, anh với lại mợ hai đi. Chị lấy giải. Chị mới nói nhà. Ừ. Nhà anh cũng ba cái giải mà giải để mai áo gối rồi chứ không phải là về quần áo như em. Bộ đồ này đẹp. Bộ đồ này đẹp. Thấy con ngựa bô ni hay bô ly gì đó. Bô ly. Ừ. Cái đẹp à. Cái áo cơm lạnh còn cái quần đuổi xốp đẹp lắm. Mà cái mẫu này hôm nay bán chạy lắm á. Mà cái tôi khoái cái like mà trẻ nhìn đẹp. nó mốt giờ á. Đẹp nè, nó trẻ này. Có cái nơ gắn cái nơ ừ. Đẹp cái sợ luôn ha. Ừ. Cái nơ của phòng nó đẹp. Đó, vậy đẹp. Này nhiêu, bộ này nhiêu? Nó 100.000 ha. 100 à? Dạ. Rẻ vậy? Tự nhiên, mày bán đồ vậy vậy. Bây giờ đó. Đồ gái đẹp đẹp không? Bây giờ mà ai mà không thích nghi được với là những cái gì mà trên mạng á là chừng 2 năm sau hoặc 3 năm sau là lạc hậu liền. Theo không kịp á. Giờ rước thì buôn bán cũng trên mạng. Đúng rồi. Rồi rước tiền gì cũng có tiền trên mạng luôn. Đúng không? Ừ. Bitcoin nè. Rồi Ethereum nè. Rồi giờ có đồng nữa. Đúng không? Biết đồng đó không? Đồng nay mai là nay mai gì tới. Đồng đó tên gì quên bà. Đồng đó đồng gì? Cái gì cười mà em ý mày là anh nhà quê không biết tiền điện tử ha. Đồng gì quên rồi. Cười tôi dễ quê à, tôi đi về nó ngồi hai chồng nó cười mình không biết chứ.
Em ra short clip em ra short clip nhiều nhiều á để người ta lựa. Nhớ ghi mã rồi lưu lại ha. Dạ. Sáng dậy sớm quá. Quay chút xíu cái trưa nắng lên là cái bị cháy. Sáng nó quay bông hồng, không quay cái bông đó, mấy cái bông trên này đẹp đẹp nó không quay. Đâu thấy đâu, giờ mới thấy nè. Không, hồi sáng nó còn búp nhỏ. Giờ mới thấy. Cái này muốn tàn thôi. Mà sáng là nó quay cái cây dưới á. Sáng nay em xử cây này. Giờ cứ quay là quay trường Lê Lợi cho tới Phương Trinh. Cứ đó là đặc trưng thôi. Kệ ráng buôn bán đi, cái mốt người ta đi du lịch một năm đi du lịch nước ngoài một lần. Kế hoạch chứ mày không nghĩ tới đó sao làm được. Đầu tiên phải nghĩ trước đó đã, nghĩ mà không dám nghĩ nó sao làm. Nghĩ không tốn kém không dám nghĩ nè. Có ai quánh thuế đâu. Đúng không? Ví dụ như mình lên kế hoạch đi bây giờ một năm phải đi Singapore hoặc là đi Hồng Kông đi gần trước à. Rồi xong rồi cái phát triển lên nữa thì một năm đi Mỹ à, đi LA rồi với ta. LA không phải Long An đó. Long An cũng LA đó. Rồi đó là đi du lịch ha. Rồi xong phải kế hoạch là gì à, kỷ niệm 5 năm ngày cưới, 10 năm ngày cưới đồ. 10 năm 20 năm đồ. Em đang nôn. Mặt có mình mày nôn. Em nói thiệt chứ. Ở đây có mình mày biết có chồng. Em đang nôn tới 10 năm phải được cái đi làm cái hoành tráng. À, thì đó thấy không, nói tới nghe vậy, cái động lực nó rạo rực lên rồi là bắt đầu là phải là phải ngày mai ra short clip rồi thấy không. Phải vậy. Em khoái mặt series lại à, mấy đứa nhỏ anh trai á, thì cho mặt phét còn gái cho mặt đầm, xong rồi xong rồi bước lên sân khấu với ba mẹ đâu lấy cái phòng trà ngày qua chơi vừa y gia đình mình hâm nóng lại cái mình post lên mạng chung vui hoặc live stream luôn. Tưởng tượng ngày đó vui ha. Tưởng tượng gì phải được chứ, em phải biết là có cái luật hấp dẫn, em nghĩ cái gì nhiều là cái đó sẽ đến. Ví dụ như giờ mình nghĩ đi, giờ muốn đẻ đứa nữa là sẽ có. Vui té con gái té, tại vì khi mình nghĩ cái điều gì đó nhiều quá là mình sẽ có kế hoạch từ bước để mình làm. Mình từng làm đó được. Ba đứa rồi. Con thích em không? Thích không? Thích em bé không? Thích em bé nữa không? Hả? Thích không? Buồn ngủ rồi đó, hết nói chuyện buồn ngủ. Con mê em bé không? Hôm nay bạn bè nó có điện gì nhiều không? Không anh ơi, dẹp hết rồi. Dẹp hết. Sao tao nghe quen, dẹp hết. Nói nó không suy nghĩ luôn mày. Đụng tới dẹp hết. Sự thật nó phủ phàng vậy mà. Không mà anh với anh Tân gặp lại là cũng cái duyên á. Dạ. Bữa nó mua áo gói phải không? Đúng rồi. Mua áo gói. Bữa lên mua áo gói với hỏi thăm mà hai vụ buôn bán rồi đó. Ừ. Để ra niệm đồ lên bán luôn đi rồi có gì anh bỏ cho bán. Dạ. Có nghĩa là em không cần phải lo là lấy hàng. Ví dụ như ai đặt á. Cái gì anh đem lên cho người ta luôn, cho người ta coi luôn. Dạ. Khỏi phải cái áp lực mà hàng tồn. Hiểu không? Tại vì anh nhà có mối rồi hết trơn à. Ví dụ như cái bông này, bông màu tím ở đây không thích, đem về anh đem ra chợ, nhiều khi bông tím có người ta thích. Đó là vậy. Được đó chứ.
cho nên là cứ thí dụ hàng mẫu hay gì đó cứ đem về để đây, hoặc có bông á, hoặc là có ai mua dải cây á bán luôn, là anh lấy ngay lò mà làm nay lâu năm rồi. Rồi nói gì nói tôi khoái buôn bán dữ lắm. Đam mê. Nói thiệt đi, giờ ở ngoài đi, ra ngoài người ta nói dữ lắm, không biết là quen lạ hay không cần biết luôn. Mình đụng chuyện gì ngồi ráp nhau lại nói dữ lắm, mà không ai thò tay mặt đâu, tay trái vô hết trơn á. Mà mình nghe người ta bàn luận nhiều quá mình nghe cũng mệt mỏi nữa, đã mình đang stress nữa thôi mẹ dẹp hết rồi. Mà ngộ lắm nghe, lúc mà có tiền á điện thoại reo hoài luôn. Nó tiền không ai điện nha. Có hai trường hợp không ai điện, một là chặn hai chiều hết tiền, hai là gì vẫn còn nghe được nhưng mà không ai gọi tại tao biết mình hết tiền. Bạn bè nó vậy. Còn mà đặc biệt mày mấy người mà cốt với mình không nói rồi đúng không, còn mà cứ do dinh dịnh là mệt mỏi. Bởi vậy cứ lên kế hoạch, mình trong đầu mình đi lên kế hoạch đi nước ngoài đúng không, đừng nói cho nó nghe. Nhiều khi nói nghe mệt lắm. Mà mình đi mình chụp hình rồi về mình đăng post lên mạng, gia đình vui tươi đúng không, vui vẻ, cái bắt đầu nó phải suy nghĩ, thấy không, nó vậy đó. Mà mình sống cho mình chứ đâu phải mình sống cho ai đâu, sợ. Ở đây sát bên trường học bán được á. Dạ. Tết có bán cho học sinh cũng được. Nó nghe nè, sao không bán thêm để cái tủ kiến hôm trước để thêm viết đồ hay là tập vở gì? Đã có nguyên một tiệm thẳng kìa. Tiệm nào? Tiệm trà bá lửa đó, người ta là. Em phải tư duy khác biệt. Hiểu tư duy khác biệt không? Ủa người ở bên kia cái nhà hàng, bên đây chỗ bán bún riêu cũng được vậy. Nhiều mọi người có nhu cầu khác nhau. Thí dụ như ở Đặng người ta bán thì mình cũng bán trước chiếc, mà mình lấy cái loại nào rẻ nhưng mà học nó hay xài. Trời ơi, nói thiệt nha, cái chỗ mà mua bán mà mình vui vẻ mình tươi cười người ta tới hoài à. Còn mà biết cái bà Năm Hưng không? Đó, bà đó. Hiểu. Đó. Không bao giờ anh ghét. Mặc dù tiệm nó lớn nha. Tiệm lớn à. Tiệm nó lâu lắm á, thì bây giờ. Đâu phát triển được như Thanh Sưng. Đúng rồi, Thanh Sưng là số 1 rồi. Bởi vậy đó, nếu mà nói như em vậy thì hồi đó sao Thanh Sưng ra, đằng kia Năm Hưng lúc đó quá trời. Quá trời nổi luôn. Bà ở đây là lúc đây là ra cái nhà cây vách vé không đó, so với Năm Hưng đã xây tường rồi, mà hồi xưa cái thời điểm đó xây tường là ngon chứ bộ, tiệm lớn rồi, mà trong khi đó ra Thanh Xuân ra cái vách dáng vậy nè cũng bèo, nhưng mà người ta cũng vô mua riết. Tại sao không, ở Thanh Xuân ta vui vẻ cười không à, cười không có gì dễ chịu. Ừ. Cho nên là mình nghĩ mình thử thôi, nhưng mà quan trọng phải có vốn nha. Cái gì mà mình làm nó thư thả đó, nó vậy, nó thí dụ như bữa đó dư nào được 5 triệu đi, dư được 5 triệu thí dụ, thay vì 5 triệu đó là mình đi đây đó ăn uống rồi, nhưng mà mình ráng nhịn chút xíu lấy 5 triệu đó chấp nhận về mua vở đồ về hoặc mua đồ một ít đồ đó đấy. Thì thay vì là đi chơi thì mình nhịn đi chơi một bữa, đúng không?
mình đẻ ra cái mình đẻ ra một cái gì cái chớp nữa, đẻ ra thêm công chuyện nữa, ngon ngon chứ bộ. Cứ cảm thấy làm gì được làm chứ đâu đâu có gì đâu. Còn cái shop Sida đó, mấy cái shop đó nó ở sang sát nhau không. Hồi xưa của mình mà bay mỗi ngày đầu cửa luôn á, có mình bả là duy nhất luôn đó bán đồ đó. Ừ, thấy bà bán đồ được quá đầu cũng lan lan rồi từ ra, nhưng mà vẫn đông thì đó, ngồi đó nó tập trung đông như vậy nhưng mà vẫn có khách nào mua, bán vẫn được. Nó thiệt luôn, không lẽ bỏ ra đây một tuần lại không ai mua, cũng có đứa mua. Cái tâm lý học trò vậy nè, mày để bình dân phải không, nó nghĩ là rẻ, còn cái đằng kia là ba mẹ vô mua thôi, nó dám vô tiệm chà bá lửa à. Còn mình để ở đây phải không, nó lợi nó hỏi nó dễ chịu hơn, nít mà. Đừng có để tủ nhiều á, cái này nè để dở rồi đến đây nè, bình dân vậy thôi. Vậy mà mua nhà anh bỏ mấy đầu rồng tôi bán luôn. Hồi bữa mày cho tao mấy đầu rồng tao đem ra trước bán, mấy người bán vé số tao đi là ngang, trời ơi đi ngang bữa mua măng này mua đầu rồng nữa, ngon quá trời ngon, bán luôn. Tận dụng ý anh nói là chỉ để cái bàn trước thôi, bình dân là người ta dễ vô hỏi hả? Đúng rồi, người ta khoái. Còn mình lên cái như người lớn vô không à, chỗ này mình cho vô ngủ em dễ gì à, khách hàng mục tiêu á đó. Quan trọng mình nhắm đến cái mục tiêu của mình. Ủa nói như em vậy rồi đằng kia bán tập quá sao anh ở đây anh bán được vậy mà tao bán được. Kỳ bữa rồi bữa bán quá là bữa vét hết sạch bệnh luôn. Thời điểm đầu là người ta lại tao ủng hộ, phần gặp phần bữa ăn nó ngon nữa. Ừ, ta ăn á, bây giờ ta chưng xong ta ăn nó ngon không đó, nói thiệt. Cái mà em nói nó chỉ là 0,00001% đúng thôi. 99,99999% còn lại do cái người mua bán đẹp trai nè, có cái gian nè. Giỏi gian. Không cái gian mua bán nha. Ngộ lắm. Không, nó chơi cho vui thôi. Mà... bưởi ngon. Bưởi. Vậy nói vậy chồng em cũng đẹp trai nè, chắc cũng bán được ha. Mày bán nó hả? Là mày nói là chồng đi mua bán hay là mày đem nó nói không hiểu được thôi, luôn thì đâu giờ đó đế bán chồng luôn cũng được. Trời được luôn. Bán luôn. Hối hận nghe nghe mới nè, ai mua ba bán ba luôn ha, chịu không nha. Siêu rồi, buồn ngủ rồi, giờ năm cũng là ngủ. Giống như cái bà kia bà nói giờ ai lại rinh cho thêm. Trên mạng đăng cái đống thì nó mua chồng 3 tỷ 7 tỷ không kìa. Em đang kiếm mấy cái người mà đang bán đó, em bán luôn cho rồi. Thôi, không ai dám mua đâu. Ở đây tối im quá ha. Cây tắc nó trồng sao mà hay vậy ta? Mẹ em ba chăm sóc dữ lắm á. Cây này ấy hồi xưa ba trồng cây kia đã. Cây này cái cây kia trái nhiều lắm, nhìn anh thấy không? Mà cây này nó mới sung ở đây thôi đó, chứ thời điểm đó nó muốn tèo rồi. Chăm sóc lại vô phân rồi lại. Vô phân rồi có móc đất cũ ra không? Có chứ. Bơi ra hết. Vậy hả? Ừ. Vậy cũng kỳ. Đó thấy không? Hãy nhìn cái cây tắc này mà chăm sóc cái kênh mình. Mình phải ra video thường xuyên, phải coi bình luận thường xuyên, người ta góp ý cái gì á. Ví dụ như nói nên làm gì vậy á, là mình cố gắng, trong khả năng mình là mình cố gắng, là tự nhiên cái kênh mình phát triển. Em siêng lắm, cái gì em mê là em siêng làm. Con chồng em làm biến đó, thì cái đó mày khỏi nói, tao dư biết luôn. Mày không mê làm gì mà cưới xong ra ba đứa.
Ở hé nói nghe nè, chồng em cái gì nó còn làm biến sau đó làm xiên dưới ta. Dở làm biến dở làm xiên. Anh nói họ khai ra. Hay chứ. Hay. Ê, ốc nó lên ăn ốc nó lên lên ăn cái rau kìa. Lên bắt lên nó bu nó ăn kìa, nó đang ăn nó lòng thòng xuống đó. Ăn lá. Ăn lá. Mẹ mà thấy ổ bắt bắt tối ngày. Nó bu đây không? Hả? Nó bu đây không? Mai mẹ móc cho con ha. Nha. Con ngước đôi tay phải không? Mai rồi anh rảnh anh lấy mấy cái bình nước suối làm đi vậy nè anh Hải, anh treo anh treo một vàng rồi còn nguyên luôn á, chưa làm bữa anh thấy chưa làm sao luôn. Không không treo ở cái mé trước con miếng xíu cho nó có ánh sáng thôi, nhưng mà cũng nằm ở dưới thiết á, trong mát á chứ không ngoài nắng. Tao bữa tao đem vô tao sợ nắng quá tao đem vô, nó ở chỗ mát nắng quá chết thì đó. Mà thiếu sáng cũng không được phải không? Phải có ánh sáng vô. Mẹ mà làm rồi xong rồi bà tỉa rồi đó. Vậy chứ ta lại ta mua cái chậu, bữa đưa anh chậu với cái chậu đó đó. Lại người ta năn nỉ mua, mẹ không bán. Năn nỉ hoài luôn. Dập tao cái tao bán. Chọc mẹ em nói thôi lấy 150 á. Ê. Quên nữa. Ở nhà có đậu rồng đó, tao bỏ cái bàn trước tao bán. Mẹ đi đem lại quán. Năm 50kg hoặc 60kg tùy theo lúc giá. Nhưng mà mình đây mình tự bán luôn được không? Ý anh nói là để mình tự bán. Đây nói chung là khu này cũng khó lâu, bán cái vụ đó. Lâu quá. Ừ. Hai đầu hai góc quán. À vô quán luôn. Góc này là một quán, góc đẳng quán ngay góc ngã tư luôn. Đem mình đẳng cái mình đổi lên đấy đồ ăn. Vậy chứ mẹ mà bán cũng nhiều lắm rồi đó. Còn góc độ anh nghĩ khác thì anh biết rồi, nó biết sao không nó có cái cộng hưởng. Ví dụ như cái chính của mình không phải là để bán đâu rồng, cái chính là để gom ta lại, ta nhìn trong. Hiểu anh không? Anh tính sau này anh sẽ mở một cái tiệm tạp hóa hoặc là một cái quán cà phê nhà anh luôn á, nhưng mà bây giờ anh chưa làm được, nhưng mà anh phải cho người ta biết cái điểm của anh. Cho nên là nhưng mà tới hồi mà mình làm á, mình mới nghĩ tới cái chuyện đó thì nó phải mất thêm một thời gian nữa. Cho nên đó là lý do anh sao giờ để cái bàn ở trước. Đó là lý do luôn á, đó nó thật luôn. Có gì cái bán đó ta biết rồi. Ừ đúng rồi, thành cái điểm. Rồi cái mốt mà có bán quán cà phê cũng hoặc là có bán tạp hóa gì người ta cũng biết. Ta đã biết rồi. Đó, lúc đó thì mình thuận lợi hơn. Tại vì cái nghề của anh không biết là già còn nói nổi không, nhưng mà cũng ráng nghề nghiệp. Ừ, muốn ngủ rồi kìa, thấy thương quá. Quay lên mạng mà nằm đưa ngồi dậy với mẹ nè. Dậy vô nằm xuống là ngủ. Mặt mèo mặt như con mèo. Mình nãy ăn cái gì hả? Nó sổ mũi á. Sổ mũi suốt. Cái nó quẹt. Nó quẹt ra cái mặt y con mèo. Nó qua cái đốt hết. Qua cái đốt hết. Hồi đó anh nấm nhôm nhách à. Thế tự nhiên anh gặp ông bố nuôi anh á. Ông nói mà nghe thấm. Bây giờ có ăn chay hay ăn mặn á, bố không có ý kiến. Ăn cái gì cũng sống được hết con. Nhưng con thấy cái cây đó nó tươi tốt là con phải biết là nó dồi dào dinh dưỡng nó mới tốt. Cho nên là gì, con ăn chay ăn mặn cũng được, nhưng mà con nhớ là gì? Phải đủ dinh dưỡng là con mới lên ký nổi. Lúc anh ốm á, con nói thí dụ như vậy nè, con thường xuyên uống nước nè, rồi con chuối nhà ra vô con hái một trái con ăn đi. Đó, có nghĩa là lúc nào trong người mình cũng phải có dinh dưỡng, nó mới mập được. Mẹ nói chuyện hay quá nha. Bố nói mà. Không có, mà
nãy em nói là anh nói chuyện nghe hay, nói cái gì cũng hay hết. Không có thì đến này nói thiệt. Nó đang chửi đó. Nói mà cái dạng dễ thu hút, dễ tiếp thu á. À vậy hả? Đang nói thiệt tình. Thiệt tình. Còn chờ có câu sau. Không có tôi nói cái đồ ăn ngon nó chỉ có nằm trên cái bẫy chuột thôi, cho nên phải coi có cái gì tiếp theo mới được chứ. Hôm nay coi clip coi đi coi lại hoài luôn phải không? Em coi suốt luôn á, em kêu nó coi hoài nó không coi. Bực mình chứ, nó nằm đập nó một bữa. Nó không nghe hả? Nó không nghe. Quỳ gói. Lì lắm. Bắt nó quỳ gói. Cái kia không coi mà cứ dồn coi suốt á. Còn cái bắt coi không coi à. Mà anh có cái tật á. Lên clip rồi là cái anh ngồi anh coi đi coi lại coi đi coi lại không biết mắc cái giống gì. Nhưng mà không phải là mình cày view. Không phải cày view nha, tại vì coi cái góc máy đó hay là coi cái màu sắc hay là sao đó. Em cũng coi, ví dụ thấy cái nào thấy không được cái bao sao mình chỉnh sửa lại. Đúng rồi. Làm kiểu khác hơn nữa. Cái clip mùa nãy gửi xuống chưa? Rồi. Anh để chế độ riêng tư. Không có xóa. Vậy là cái hồi nãy anh gửi qua là cái đó. Chế độ riêng tư. Ừ. Vậy là làm sao? Là có mình thấy không? Chỉ có mình thấy thôi, không ai không. Để mốt cho lớn có kỷ niệm. Lưu lên đó. Nó mắc cỡ, nó sượng kêu ha, cái đứng quay nó cái nó sượng vậy đó. À. Tôi biết nó giống ai rồi. Không có vấn đề á. Ai cũng vậy chứ không phải chỉ riêng nó. Dàn xếp chừng nào mà có coi là diễn đâu đó. Giỏi mới làm được. Còn mà tay ngang là bắt ra quay nhìn camera là... Ừ, để tôi kể cho. Kể nghe chuyện này. Hồi đó tôi đi dạy. Tôi đi dạy ở cái chỗ đó, trung tâm đó. Cái... Nó dự giờ ta. Mày biết nó dự giờ bằng gì không? Camera. Bà nội cha. Nhìn camera nghĩ dạy luôn. Giống đó. Thằng ngồi thường lượng đóng nó đi. Hay không? Rồi tôi dạy nó dự giờ. Tự nhiên để camera. Hiểu nó không? Cái cảm giác nó kỳ lắm. Mà học trò ngồi cứ dòm vô camera không à. Nó không thấy màn hình nhưng mà nó nhìn vô cái máy không à. Đó, ngộ lắm. Mà cái chỗ anh dạy đó là chuyên gia là muốn đặt máy lúc nào là đặt á. Để ta coi mình có soạn bài kỹ không. Đó. Tại vì đặt máy thì nhân viên đặt lúc nào cũng được. Còn dự giờ là chỉ có lãnh đạo dự thôi. Cho nên lãnh đạo không phải lúc nào cũng có ở đó. Cho nên vừa dự giờ xong là bấm cái bụp gửi qua bên kia là lãnh đạo ta coi rồi. Ta coi đâu phải từ đầu tới cuối đâu. Nhìn sơ quá. Nhìn sơ là biết là ông thầy đó là sao sao. Mình biết hết. Bởi vậy cái tâm trạng mà đứng trước camera đó là hiểu lắm. Ví dụ mốt rủ ra nhà nè ngồi cái ghẹo nó, ghẹo chọc nó. Nhưng mà để riêng họ cũng quen hà. Nhưng mà để cũng quen. Nó cũng đòi quay với bộ. Ừ. Nó đòi quay, quay nhưng mà tại nó cà khẩn khẩn. Nhưng mà tại vì mình để camera trước này nè cho nên nó nói. Ờ theo quan điểm anh á, góc độ anh thôi nha. Đầu tiên là em phải rành cái đã. Thì anh sẽ dạy. Thì anh biết cái gì anh dạy đó rồi sau đó rồi mốt tự tìm hiểu thêm. Khi mà mình rành rồi á thì lúc đó mình sẽ làm cho nó theo cái cách của mình. Hiểu không? Rồi một cái nữa là gì? Nó nổi tiếng sớm quá áp lực lắm. Hiểu không? Giả sử như mình làm cái kênh YouTube về là thành công đi. Cái nó nổi tiếng nhiều người biết tới nó. Đi tới đâu cũng áp lực hết trơn. Ví dụ học cũng áp lực nữa. Bạn bè trong nó biết nó có kênh không? Biết chứ. Đúng không? Rồi bạn bè cũng vô coi đồ này nọ. Đó, nhiều cái như chọc ghẹo rồi áp lực nhiều thứ. Nhưng mình vừa có vô bình luận mà không hay chăng nữa mình cũng chịu được tại mình đấy rồi. Không góc được góc độ anh nghĩ vậy thôi nghe. Đó, cá nhân thôi. Còn anh cũng mê lắm.
Hồi bữa hai chị em nó hát cái bài gì Trung Quốc á. Không biết nó hát cái gì mà. Hát Trung Quốc luôn hả? À, ba cái short clip nhảy đó. Mẹ khỏe coi thấy bài đó hay hay sao để ý sao. Hát tao cũng không biết nó hát cái gì luôn. Mình cũng biết tiếng Trung đâu chảy. Ôi, shop gì ấm cúng rồi. Rồi xuyên ra video clip để khách hàng ta ủng hộ, ta mua rồi tranh thủ ship hàng cho ta. Đang Tết bán ship hàng không kịp nữa nha. Cái mình phải tin vào điều đó. Nhưng là quan trọng nhất là cái chất liệu giải nè. Thường món up clip á, rờ giải cảm giác làm sao? Mình rờ vô mình quay luôn á. À, cảm giác của mình cảm giác như sao đó cho ta biết luôn. Ví dụ cảm giác nó bóng bóng hay là nó sờn sờn hay là như thế nào đó. Nói ta biết. Nó lạnh lạnh hay sao đó. Mặt nó mát hay sao, ví dụ vậy. Như em để thêm vô em nghe nó lạnh lạnh nè. Ví dụ vậy đó. Mình cứ nói bình dân đi là ai cũng hiểu hết trơn à. Đừng dùng từ chuyên ngành quá thôi. Như tiến sĩ đồ ha. Đồ. Không ai hiểu nổi. Không 0971 534 057 hả? Rồi hồi đó suy nghĩ sao mà mở shop à? Đó, hả? Mê thôi chị, đam mê. Đam mê. Mê dữ lắm. Em mê là em phải làm cho được. Đó thì giờ ráng làm. Đó chứ giờ làm cái này như vậy nè. Làm. À. làm cái kênh này nè. À. Em cũng mê. Chỉ sẵn đó, nhà quảng cáo sản phẩm luôn. Ừ. Ráng đi, mới có mấy bữa mà thấy quay tiến bộ rồi đó. Ừ. Ừ. Cái nào em mê em thích thì chỉ em cũng mau biết. Thật sự thì cái này nó cũng không khó. Dạ. Mà nó cũng không có dễ. Quan trọng là duy trì bao lâu thôi. Và bất kỳ ai có email, gmail cũng làm được cái kênh hết trơn. Dạ. Mà lên mạng thấy kênh rác nhiều lắm. Đúng không? Dạ. Tôi làm xong người ta chán, người ta bỏ. Nói thiệt luôn, ai mà cũng chừng tháng hai tháng được ngàn sub. Đâu ai nghèo. Đúng không? Nó không phải có như vậy, khó khăn mới cái gì vậy? Khó mới có giá trị. Thôi tối thì chắc cũng giọt rồi. Ừ. Ừ. Rồi có chia tay. Có gì mình gặp lại sao? Dạ. Ừ. Chào mọi người nha. Chào. Bye bye. 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 Mọi người nhớ ủng hộ shop em nha.